Mộc Lam Huy xin chào. Hôm nay cơ sở xin giới thiệu một siêu phẩm Minh Thúng trên chất liệu là gỗ vã đỏ 100%. Và tại sao gọi là siêu phẩm thì xin thưa với quý anh chị rằng tất cả những cái bộ mặt ván trên bộ bàn ghế này hoàn toàn đều là vân lưu, và mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đây là một cái kiểu vân rất hiếm trên chất liệu gỗ vã đỏ. Và chúng ta nhìn những cái phần vân này rất giống với các cái phần vân của gỗ vã Lào các bác nhé. Gỗ Lam Phi mà có tầm vân như này thì mọi người biết là rất hiếm rồi. Và bộ ghế này giá cũng rất là mềm thôi. Mời cô ba anh chị cùng đi vào chi tiết nhé. Đầu tiên thì chúng ta có mặt bàn. Đây là mặt bàn có đường kính là 88 phân. Phát các bạn ạ. Bộ mặt này thì cơ sở làm trên bộ mặt dày là 3 phân rưỡi. 3 phân rưỡi cưa các bác nhé. Ở đây nó sẽ có một số thông số khác nhau. 3 phân rưỡi cưa. Và tất cả những bộ mặt ghế ngồi thì là 3 phân cưa. Và mặt đôn thì sẽ là 2 phân rưỡi cưa các bác nhé. Chúng ta nhớ kích thước của mặt trước ạ. Và trên những chiếc ghế này, đây là những chiếc ghế được tạo dáng rất là đẹp, cong và tạo cái tư thế tì tay dốc xuống dưới, đặc thù của những bộ Minh Thúng. Và trên một cái hàng nét như này ấy, thì mọi người xem những cái chi tiết mộng mẹo này và những cái điểm khớp nối của nó này, nó rất là chính xác nhá. Những cái chi tiết này nó sẽ đòi hỏi những cái người thợ mộc phải có những cái tay nghề và kỹ năng rất là cao mới có thể vào được những cái bộ mộng mà nó bén, nó tít như thế này. Đó, và trên cái bộ Minh Thúng này thì cổ nhân có câu đó là chè tam rượu tứ. Và bộ bàn ghế này thì có 4 cái ghế tựa thì chắc là sẽ để uống rượu rồi. Và có thêm 2 ghế nữa thì chắc là để chơi kéo xì rách để ổn đấy. Đó, và trên bộ ghế này thì mức giá rất là êm. Hôm nay cơ sở báo với mọi người một cái siêu phẩm như thế này với mức giá hoàn thiện là 39.999.900 đồng các bác nhé. Một bộ bàn ghế mà nếu quý anh chị không mua ngay thì chắc chắn là sẽ không còn. Bởi vì để mà lọc được cái siêu phẩm như này, nói với các bác rằng nó là một cả một cái quá trình. Và tất nhiên là đến lúc mà các bác có cần đến bộ thứ hai chưa chắc đã có thể ra được các bác nhá. Đó là một thực tế. Bởi vì những cái này là những cái mà đã phải gom nhặt từ rất là lâu rồi mới có được. Mặt bàn thì đường kính đã 88 rồi. Mặt đôn thì đang là 37 các bác nhá. Còn mặt ghế thì cơ sở cũng đo luôn cô ba anh chị xem. Đó là 57. Thì chỗ này thì ngồi quá là ok rồi. Chẳng qua là đang có nước thì em chắc không ngồi thôi. Chiều cao thì sẽ đo cho mọi người coi luôn. Chiều cao đôn là 42. Chiều cao bàn là 63. Và chiều cao ghế thì là 42 các bác nhé. Đó, và quay thúng rất là đẹp, quanh tròn. Nói chung là tổng cộng thì bộ ghế này là có 7 món quay tròn hết, cả phần chân, cả phần mặt và cả phần tựa luôn. Vâng, một siêu phẩm cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều, đúng không ạ? Trên đây thì còn các cái phần vai cơ sở quên chưa giới thiệu. Ở đây là những cái phần vai bàn này. Vai bàn thì là gần 4 phân các bác nhé. Nó rơi vào khoảng 3 phân 7 vai bàn. Và vai ghế cũng vậy nhá. Vai ghế khá là dày luôn. Vai ghế khoảng 3 phân rưỡi. Thì đây, lật cho mọi người xem cái gầm. Đó, mọi người xem. Đó, vai đây rất là dày. Đó, 3 phân rưỡi đủ. 3 phân rưỡi đủ thì sẽ phải cần những cái phôi có thể là dày hơn để lọng ra. Đó, và chân rất là đẹp. Vâng, cô ba anh chị có nhu cầu về sản phẩm này có thể liên hệ sớm với Mộc Nam Huy. Với mức giá này quá rẻ cho một siêu phẩm.